Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề là chúng ta không nên nói chuyện điện thoại khi mà chúng ta đang tham gia giao thông, đang lái xe hoặc là đang ngồi ở ghế sau, cũng không nên nghe điện thoại. Các bạn biết tại sao không? Vì khi mà chúng ta nghe điện thoại khi mình đang ở trên đường, nó có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Ví dụ như là khi mà bạn chạy xe nè, một tay lái, một tay nghe thì đã là không chắc chắn rồi, đúng không? Lái bằng một tay là sẽ không chắc chắn. Và cái thứ hai là rất có thể chúng ta sẽ bị giật điện thoại đó. Và lúc này thì tay lái loạn choạng, rất có thể xảy ra tai nạn giao thông. Và khi mà các bạn nghe điện thoại khi tham gia giao thông như vậy, rất có thể là các bạn sẽ bị cảnh sát giao thông bắt. Tại vì có luật mà các bạn không được sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Kể cả các bạn mà đeo tai nghe cũng không được luôn nha các bạn. Các bạn biết không? Còn đối với những cái người mà họ đi bộ các bạn, thì họ có được nghe điện thoại hay không? Theo tôi nghĩ á, là các bạn được đó, nhưng các bạn phải hạn chế nghe điện thoại, sử dụng điện thoại. Vì khi mà chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thì có thể là chúng ta sẽ không có nghe được cái tiếng còi xe, tiếng cảnh báo của ai đó. Hoặc là chúng ta có thể bị cướp mất đó. Rất là nhiều cái trường hợp có thể xảy ra khi chúng ta sử dụng điện thoại. Các bạn biết không, có nhiều trường hợp á, ngồi sau nha, ngồi sau sử dụng điện thoại, họ cái bị cướp. Người đằng trước họ bị loạn choạng và không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn giao thông. Rất là sợ. Chính vì vậy các bạn có thể là tấp vào lề đường để sử dụng điện thoại đó. Chứ đừng có kiểu vừa đi mà vừa nghe điện thoại, sử dụng điện thoại. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì đã có các bạn nào từng rơi vào cái trường hợp xui rủi hay chưa? Cái điều này không ai muốn luôn các bạn. Vậy nên là các bạn hãy chấm dứt cái việc sử dụng điện thoại khi chúng ta lái xe, thậm chí là ngồi ở đằng sau hay là đi bộ ở trên đường luôn nha các bạn. Chẳng những nó ảnh hưởng cho mình mà nó còn ảnh hưởng cho những cái người tham gia giao thông xung quanh mình nữa. Biết đâu mình loạn choạng tới mình đâm vào người ta thì sao, đúng không? Điều gì cũng có thể xảy ra hết các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau với những chia sẻ thú vị hơn về cuộc sống nha. Bye bye.